10. Mẹ, con sai rồi. 61. 61. Bài làm văn 30 điểm của con bị trừ sạch sẽ. Sao con làm được thế này hả? Con sai rồi. Đề bảo viết về thứ quan trọng nhất trong cuộc sống. Như vậy chẳng phải có biết bao nhiêu thứ để viết sao? Mẹ của con. Mẹ, bây giờ con biết rồi. Mẹ không phải cái thá gì. Tạo phản rồi phải không? Con dám nói mẹ không phải là cái thá gì? Mẹ là một thứ con có thể bị không điểm sao? Hôm nay mẹ phải đánh chết con. Mẹ con sai rồi. Con mới không phải cái thá gì đó. Vậy mà dám giả mạo chữ ký của bố con. Mau đi ăn cơm đi, để lát nữa sẽ nguội đấy. Tôi không cười cậu, tôi... Được rồi, không biên được thì đừng biên nữa. Bỏ máy tính xuống một lúc cũng không thiệt chút nào, mau tới ăn cơm đi. Cậu biết nấu cơm từ lúc nào thế? Còn nấu ngon như thế nữa. Khi du học, tôi ăn không quen cũng ăn không nổi món Tây, chỉ có thể tự mình làm thôi. Nghĩ cái gì thế, mau đi ăn cơm đi. Chú với dì không cho cậu sinh hoạt phí sao? Cho chứ. Nhưng sau khi biết tôi lén chuyển sang ngành âm nhạc, liền không cho nữa. Chỉ có bố thỉnh thoảng lén cho tôi chút tiền riêng, còn không đủ cho tôi ăn hai bữa cơm. Về sau tôi cũng không nhẫn tâm lấy nữa. Ông ấy cũng không dễ dàng. Vậy hẳn là rất vất vả rồi. Suy cho cùng chi tiêu ở nước ngoài cao như thế, cho nên tôi mới luyện ra được một thân bản lĩnh. Ngoại trừ nấu cơm, tôi còn từng là gia sư dạy đàn, từng hát dạo trên phố, từng làm huấn luyện viên ở phòng tập boxing, làm thêm ở phòng tập gym. Chỉ cần có thể kiếm tiền thì cái gì tôi cũng biết. Có ước mơ tốt thật. Thật ra ngoại trừ làm ca sĩ, tôi còn một ước mơ nữa. Huấn luyện viên thể hình. Huấn luyện viên thể hình. Đúng vậy, chẳng phải chị cũng nhìn qua rồi sao? Nhớ lại rồi. Làm âm nhạc của cậu cho tốt đi. Đừng làm mấy việc không ra sao mà bỏ công việc chính không làm. Có thể coi là công việc chính được. Ví dụ, tôi có thể làm huấn luyện viên riêng của chị. Một kèm một tự tay huấn luyện. Như vậy chị cũng không cần tới phòng tập gym nữa. Sao cậu biết tôi tới phòng tập gym? Trả lại đi, tôi không cần tiền. Kiên trì thêm 10 giây nữa, tôi đếm cho chị. không cần. Tôi đến phòng tập gym là để kết giao thêm bạn mới, làm phong phú cuộc sống còn lại của tôi.
Vừa hay, đàn ông ở phòng tập gym cũng nghĩ như vậy. Vậy thì vừa hay, ăn nhịp với nhau. Chị, chẳng phải cậu nói rồi sao? Cậu nói tôi ngoại trừ công việc thì cuộc sống chẳng có gì nữa. Phòng tập gym vừa hay là bước đầu tiên để tôi bước ra khỏi nhà, hướng về cuộc sống mới. Hiếm khi tôi nghe lời như vậy, cậu nên ủng hộ tôi. Được, vậy tôi chúc chị sớm bước được cái bước này. Cố lên. Cảm ơn, không cần khách sáo. Tổng giám đốc Mã, chúng ta có phải có chút long trọng quá rồi không? Tốt xấu là cũng bên A. Có bên A uất ức như thế này sao? Nếu không phải vì Vân Lãng, tôi có thể chịu uất ức này sao? Tôi nói với cậu này, đàm phán chúng ta không thắng được, nhưng khí thế tuyệt đối không được thua. Hiểu rồi. Chúng ta đi họp không cần mang gì sao? Không hiểu cái gì gọi là thả lỏng mình lên chiến trường hay sao? Mang cái đầu đi là được rồi. Nhanh nhạy chút. Tổng giám đốc Mã, xin chào, chúng tôi tới rồi. Chẳng phải hẹn lúc 2 giờ sao? Nhưng phàm làm chuyện gì nhất định phải có chút quan niệm thời gian. Con người tôi không thích nhất là tới muộn, đặc biệt là đối với đối tác làm ăn. Tới sớm là để biểu thị sự tôn trọng. Đúng vậy, nhưng bây giờ mới có 12 giờ. Chẳng phải tôi thuận đường tới ăn cơm trưa luôn sao? Không sao, có việc cô cứ đi làm, tôi có thể chờ. Được, vậy mọi người lên tầng đợi một chút nha. Tôi có hẹn, tôi đi trước. 2 giờ chúng ta gặp. Sao cậu không nhìn đồng hồ vậy? Không nhắc nhở tôi một chút? Hôm nay tôi không đeo đồng hồ. Đeo đồng hồ cái gì? Chẳng phải điện thoại có thể xem giờ sao? Dùng đồng hồ cái gì? Thất bại thảm hại. Chị Miu Miu, hôm nay chị hẹn tôi là vì Lý Điềm phải không? Tôi thật sự không có mặt mũi gặp cô. Cô nói xem, nó lớn như vậy rồi sao còn không hiểu chuyện như vậy nữa chứ? Là người làm chị gái như tôi không dạy dỗ tốt nó. Xin lỗi. Lời này Tổng Giám đốc Hoa đã nói với tôi rồi. Nhưng chuyện này không liên quan tới hai người. 2 ngày nay, nó vẫn luôn tự nhốt mình trong phòng, không nói chuyện, cũng không ăn uống gì, cứ khóc mãi. Thật ra nó biết là bản thân mình sai, chỉ là không dám nói lời xin lỗi trước mặt cô. Lâm Dạng, hôm nay tôi hẹn cô tới. Thứ nhất là tôi không hy vọng chuyện này ảnh hưởng tới cô. Suy cho cùng, cô đối với Nghiệp Đình và công ty đều rất quan trọng. Thứ hai là nếu như có thể, tôi hy vọng cô có thể cho nó thêm một cơ hội nữa. Có thể điều chuyển nó tới bộ phận khác. Tôi thật sự không nhẫn tâm nhìn thấy nó cứ tiếp tục sa sút tinh thần như vậy. Nhưng nếu tới công ty khác, với tính cách của nó, tôi lại không yên tâm. Chị Miu Miu, tôi hiểu ý của chị. Nhưng chuyện này chị nên đến tìm Tổng Giám đốc Hoa để thương lượng. Tôi không quyết định được cái gì, nhưng cô là đương sự. Nói trắng ra thì Lý Điềm đi hay ở đều dựa vào cô. Thật ra không phải nó ghét cô, là nó quá thích Lục Chính An. Theo đuổi từ khi ở nước ngoài tới khi về nước, làm ra biết bao nhiêu chuyện hoang đường như thế, chính là vì muốn có được sự chú ý của cậu ấy. Nhưng trong mắt cậu ấy chỉ có cô. Lục Chính An, cậu ấy chính là một người em lớn lên từ nhỏ cùng với tôi. Nhưng Lý Điềm không nghĩ như vậy. Chúng ta đều từng có thời trẻ, đều từng yêu một cách mê muội, mà trong những lúc như vậy, căn bản không thể nói rõ đúng sai. Đặc biệt là khi bên người cậu ấy xuất hiện một người khác giới, có điều kiện tốt hơn, có quan hệ thân thiết hơn thì càng không có lý trí gì cả. Không giấu gì cô, những năm này cô làm thư ký của Nghiệp Đình, tôi cũng rất bất an. Hai người cùng nhau tăng ca, cùng nhau đi công tác cả một năm. Thời gian anh ấy gặp cô còn nhiều hơn gặp tôi. Chị Miu Miu à, tôi biết như vậy là không đúng, nhưng tôi cũng không khống chế được, trở nên càng ngày càng nhạy cảm.
càng ngày càng không nói đạo lý. Mãi tới khi Lý Điềm đến, tôi nhìn nó điên cuồng như vậy, đau khổ như vậy, tôi dường như nhìn thấy chính mình. Tôi mới đột nhiên hiểu ra, tôi sợ không chỉ vì cô trẻ đẹp hơn tôi, tháo vát hơn tôi, còn độc thân. Nhưng mà những cái này đều không phải lỗi của cô. Sai là ở chính tôi, là tôi quá không có cảm giác an toàn. Nhưng những đạo lý này không phải ai cũng hiểu, đặc biệt là một cô bé giống như Lý Điềm. May mà tôi là chị của nó, thế nào cũng có một ngày nó sẽ hiểu. Cô xác định không cần tôi thông báo một tiếng chứ? Cô đã ngồi ở đó 2 tiếng rồi. Không cần, cảm ơn. Một khi cậu ấy vào phòng làm việc, không đến tối sẽ không ra ngoài đâu. Không sao đâu, tôi chờ ở đây là được rồi. Được rồi, tùy cô. Cậu lại muốn thế nào nữa? Rốt cuộc cậu xong chưa thế? Xin lỗi, tôi muốn xin lỗi cậu. Nhưng mà cậu chặn tôi rồi, cho nên... Tôi nghe rồi. Cậu có thể đi rồi, không cần theo tôi nữa. Hôm nay sao lại có thời gian rảnh rỗi mời tôi uống cà phê thế, không phải hợp à? Tên nhóc thối, thật sự muốn vì một người phụ nữ mà đánh chết không chịu gần gũi anh. Chúng ta không có quan hệ huyết thống, nó không chừng thật sự có thể đó. Em còn biết à? Nghe nói gần đây em nhận một thương vụ lớn. Sao anh biết được? Em đoán đi. Là ông chủ của em, tổng giám đốc Mã nói với anh, còn mời anh làm luật sư cố vấn của em. Sao ông ta... À, lúc trước anh từng tới công ty. Nhưng mà anh vẫn đang cân nhắc. Suy cho cùng quan hệ của hai chúng ta đặc thù. Chuyện này anh tự mình cân nhắc, em không ý kiến. Chờ chút. Người phụ trách vụ án này là Lâm Dạng. Anh lại trở thành luật sư cố vấn của em. Vậy chẳng phải anh có cơ hội tiếp xúc với cô ấy sao? Không được, em không đồng ý. Ngu ngốc. Có tiếp xúc cũng là tiếp xúc với bên pháp vụ của công ty bọn họ. Em có thể có chút kiến thức cơ bản không? Được, chuyện này anh tự quyết định, em không ý kiến. Theo lý mà nói, em sẽ không có hứng thú với loại chuyện này. Có phải là vì cô ấy mà mới nhận không? Có gì to tát đâu. Chỉ cần là chuyện tốt đối với cô ấy em đều nhận hết. Được rồi, em còn có chuyện phải đi trước, không tiếp nhận phỏng vấn của anh nữa. Tóm lại, chuyện công là công, chuyện tư là tư. Luật sư lớn như anh đừng có công tư không phân minh nha. Anh, giúp em một chuyện đi. Không cần chờ nữa. Nó bỏ đi từ cửa sau rồi. Tôi là anh họ của cậu ấy. Nó bảo tôi chuyển lời cùng cô, về sau không cần theo nó nữa.
Nếu không, nó sẽ khởi tố cô đó. Ngoại trừ là anh họ của nó, tôi cũng là luật sư của nó. Được. Chuyện này, vậy anh cũng chuyển lời cho cậu ấy giúp tôi. Cứ nói là sau này tôi sẽ không bám theo cậu ấy nữa đâu, cũng sẽ không làm phiền cậu ấy nữa. Bảo cậu ấy cứ yên tâm đi, lần này tôi nhất định sẽ làm được mà. Thật ra không phải con bé ghét cô, chỉ là do nó quá thích Lục Chính An thôi. Chúng ta đều từng trải qua tuổi trẻ, đều từng yêu một cách điên cuồng như vậy. Mà nhất là trong những lúc như vậy, căn bản không phân biệt được đúng sai. Những năm cô làm thư ký cho Nghiệp Đình, tôi cũng rất bất an. Nhưng mà những điều đó đều không phải là lỗi của cô, là lỗi của chính tôi. Là do tôi quá thiếu cảm giác an toàn. Lâm Dạng, Lâm Dạng, tôi xin lỗi. Việc nói chuyện với bên nhãn hàng cũng sẽ do tôi phụ trách. Nếu các anh có ý kiến gì có thể nói với tôi sẽ cố gắng nói chuyện với họ. Tôi đâu dám ý kiến gì chứ. Chuyện này cô cứ tự quyết định là được. Ý của tôi là như thế này. Nếu chúng tôi đã lựa chọn hợp tác với quý công ty, chứng tỏ chúng tôi rất tin tưởng quý công ty, nhất là cô Lâm đây. Chỉ cần có thể giữ được Lục Chính An, tóm lại tôi sẽ không có ý kiến gì hết. Vậy được, vậy giờ chúng ta chốt lại là có một buổi quay chụp quảng cáo, ba nhóm poster, còn cả một hoạt động ngoài trời. Cụ thể chi tiết cũng như quá trình hoạt động hay là tạo hình gì đó tôi sẽ báo trước cho các anh một tuần nha, có được không? 10 ngày đi, đề phòng bất trắc. Được. Những thứ này đều không quan trọng, quan trọng là sản phẩm. Sau này còn cần cô vất vả nhiều hơn rồi. Ý anh là sao? Sản phẩm này là mẫu son tình nhân thuộc dòng Sweet and Crazy. Son hả? Cô không phải bây giờ cô mới biết đó chứ? Không phải Lục Chính An cũng chưa biết đó chứ? Thật ra cũng không phải chuyện to tát gì. Đàn ông thời nay dùng son cũng nhiều, tôi cũng suýt dùng đó. Vậy sao anh không nói? Thì tại tôi chưa có cơ hội, không phải cũng giống như cô sao? Tôi thì khác, tôi chỉ nhận lệnh lúc nguy cấp, chưa kịp biết gì thôi. Tính chất cũng gần như nhau thôi. Hai vị, tôi thấy hai người có biết hay không không quan trọng. Quan trọng là Lục Chính An phải biết kìa. Tóm lại các anh cũng nên chuẩn bị tư tưởng đi. Chưa chắc cậu ấy sẽ đồng ý đâu. Cậu ấy nhất định phải đồng ý. Bây giờ chúng ta là người cùng hội cùng thuyền rồi. Tôi nhắc lại lần nữa, chúng ta không giống nhau. Anh là vì tiền, còn tôi là vì cậu ấy. Vì cái gì cũng như nhau thôi. Hợp đồng đã ký rồi mà. Được rồi, không cần tiễn đâu. Không tiễn thật hả? Đi thông thả. Chị gái, về nhớ nghĩ cách đi đấy. Cô gái này có năng lực tới vậy thật sao? Lỡ tiểu tổ tông đó sống chết, cậu yên tâm. Chỉ cần có cô gái này ở đây. Cậu ta không chạy được đâu. Hả?
Sau này tất cả các cuộc họp đều sẽ sắp xếp tại đây. Tôi sẽ đích thân tới. Hợp đồng đã ký xong rồi, sản phẩm mới cần quảng cáo phát triển là xong. Chào anh, cho hỏi anh cần gì? Alo. Cậu làm sao vậy? Không phải nghe nói đàm phán rất thuận lợi à? Sao nhìn cậu không vui thế? Cái cậu ấy phải quảng cáo là son môi, Lục Chính An. Hơn nữa hình như cậu ấy còn chưa biết chuyện này. Xin lỗi nha. Chủ nhiệm Tào, công việc bận rộn. Gọi món xong rồi hả? Cái này là do em lựa chọn rất kỹ đấy, mong hai chị nhận cho. Gì đây? Đóng gói quê mùa quá đó. Son à? Cậu lại tặng chúng tôi son sao? Có vấn đề hả? Cậu không thấy là đàn ông tặng son cho phụ nữ là một hành vi rất mờ ám sao? Chị cũng có thể hiểu là hành vi thương nghiệp thôi. Ý cậu là sao? Sản phẩm mới mà em chuẩn bị quảng bá chính là son môi. Tới lúc đó em sẽ tặng các chị một lố bao đủ dùng luôn. Thật ra son thì cũng có sao đâu. Thời buổi này nhiều nam minh tinh đều đại diện cho các hãng son. Nhưng cậu ấy lại là một người không có cảm xúc với thời trang, càng không biết quái gì về trang điểm cả. Với tính cách của cậu ấy sẽ không nhận đâu. Nhưng mà chỉ cần mình mở lời, cậu ấy nhất định sẽ không làm mình khó xử. Nói vậy thì cậu đang thể hiện với mình đấy à? Không phải, ý của mình là mối làm ăn này tuy giúp ích rất nhiều cho cậu đấy, nhưng mà cậu ấy lại vì mình nên mới nhận. Giờ lại từ trên trời rơi xuống một dòng son. Tóm lại hợp đồng cũng đã ký, chị ấy không còn đường lui đâu. Ý của cậu là cậu ấy còn chưa biết cậu đã biết sản phẩm cần quảng cáo là son môi. Tất nhiên rồi, chị ấy mà biết nhất định sẽ không cho em nhận đâu. Bất luận là em có tỏ ra muốn đến thế nào, chị ấy đều sẽ không tin. Vậy cậu đã thông đồng với ông chủ của mình lập mưu qua mặt chúng tôi phải không? Chỉ cần có thể thuận lợi ký hợp đồng thì chuyện gì anh ấy cũng làm được. Cậu được lắm nha. Vì cậu ấy, cậu cũng khổ tâm quá rồi đấy. Gần đây không biết mình bị làm sao nữa. Đột nhiên lại có một thứ cảm giác rất có lỗi với cậu ấy. Cứ như mình nợ cậu ấy rất nhiều vậy, có trả thế nào cũng không hết được. Cậu không nợ cậu ấy gì cả. Cậu ấy giúp cậu thăng chức, tăng lương, giúp cậu cả danh lẫn lợi còn gì. Tình yêu, một người phụ nữ dành cho người đàn ông, luôn bắt đầu từ cảm giác ấy nấy đó. Đợi cậu ấy tới tìm cậu, cậu cứ sống chết không đồng ý đi. Tới bước cuối cùng thì đồng ý trong nước mắt. Tất cả đều là vì cậu ấy. Nếu chị ấy biết, liệu có giận không nhỉ? Có hiểu cho em không? Cũng hết cách. Em mai phục nhiều năm như vậy rồi, trực tiếp nói rõ sợ sẽ dọa chị ấy chạy mất. Còn tiếp tục che giấu thì sợ chị ấy chạy theo người khác. Chỉ có thể dùng mấy thủ đoạn này thôi. Mới đầu cậu ấy đột nhiên xuất hiện, mình cảm thấy tên nhóc rắc rối đó lại về rồi. Nhưng càng bên nhau thì lại càng thấy, bất luận là trong cuộc sống hay là trong công việc, vẫn luôn là cậu ấy chăm sóc cho mình, chỉ hướng cho mình, thậm chí còn chịu thiệt để thành toàn cho mình. Hóa ra người vẫn luôn gây rắc rối đó không phải cậu ấy, mà chính là mình. Cậu yên tâm, ông trời sẽ không tốt với cậu mãi đâu. Tới ngày cảm thấy áy náy về chuyện gì đó, ông ấy sẽ không chút do dự mà đòi lại thôi.
Vậy nên, trước khi ngày đó tới, ông ấy cho cậu cái gì thì cậu cứ nhận đi. Đằng nào sớm muộn gì cũng phải trả thôi. Chi bằng nhân lúc này tích lũy nhiều một chút, đợi tới lúc đó lại chẳng còn gì cả. Sao chị về muộn thế? Chị ăn gì chưa? Ừ. Ký hợp đồng xong rồi. Tôi biết. Chúc mừng chị nha. Cậu phải quảng cáo son môi. Ảnh tuyên truyền với ảnh quảng cáo không có gì. Duy chỉ có một lần hoạt động bên ngoài. Cậu với bên nhãn hàng, với người tiêu dùng ở hoạt động làm một số hoạt động chung. Chắc là cậu phải học cách tô son cụ thể, với một số kiến thức về son. Cậu phải tô son cho họ ở hoạt động. Nhưng mà không sao, vẫn còn thời gian, tôi có thể dạy cậu. Vâng. Cậu đồng ý rồi hả? Không thì sao? Tiền hủy hợp đồng cao như thế tôi không đền nổi đâu. Thế giờ tôi không có hứng thú gì về giới thời trang. Cái đầu rỗng tuếch kiến thức về mỹ phẩm, nên nhờ cả vào cô Lâm nha. Son của nhãn hàng chúng tôi đủ các màu sắc, đủ các loại từ son tin, son kem, son bóng, kẻ viền môi. Có cả loại kết hợp hai trong một, vừa là son môi, vừa là phấn má. Chất không giống nhau, cảm giác tô son cũng không giống nhau. Khá là thường dùng hàng ngày đó là son kem và son dưỡng. Son dưỡng có chất dưỡng, son không có màu. Già trẻ gái trai dùng dưỡng môi bảo vệ môi. Vừa tô lên không có màu nhưng qua một khoảng thời gian sẽ dần dần lên màu, vô cùng nhạt, vô cùng tự nhiên. Là cái son mà các cô gái không thể thiếu, cũng là bí mật làm đẹp của rất nhiều anh đẹp trai. Tiếp theo chính là son dưỡng có màu mà mọi người đều biết. Theo hiệu quả lên môi có thể chia thành chất son lì tự nhiên, bóng màu ngọc, bóng lụa và chất bóng mềm. Như tôi đang dùng son lì màu hồng nhạt, rất lâu trôi, rất lì. Còn cô ấy đang dùng son bóng màu cam đất, rất mượt mà ẩm, khiến cho người khác ham muốn. Đây chính là màu sắc quyến rũ phái nam trong truyền thuyết. Màu này được rất nhiều đàn ông con trai yêu thích. Chỉ cần tô nó lên là có thể dễ dàng lấy được hàng vạn trái tim của đàn ông. Thế ngày nào chị cũng tô màu son này à? Hôm nay tôi không tô son. Son ấy bình thường sẽ chia thành tông màu ấm, tông lạnh và tông màu trung tính. Bình thường người da vàng thì khá hợp với tông màu nâu trầm, tông hồng đỏ, màu đỏ ớt. Vì tôi những màu này rất trắng và tươi hơn. Nhớ chưa? Thế được rồi, kiểm tra nhé. Màu này, màu hồng tím. Đây là màu bà dì. Rõ ràng là hồng tím, sao lại gọi là màu bà dì? Được bà dì đồng ý hả? Nghiêm túc đi được không? Thế chị nói xem màu nào là màu của chồng gì? Thế này đi, cậu nhớ vài cái này là được. Màu hồng đất, màu bà dì, đỏ gạch lá phong, đỏ tím. Nhưng mà màu đỏ tím này với màu bà dì không phải giống hệt nhau sao? Giống ở đâu mà giống? Mù màu à? Dạy đàn ông con trai màu sắc giống như dạy trẻ con làm bài tập ấy. Phải kiên nhẫn, từ từ mà dạy. Chúng ta từng cái một nha. Cậu xem, đây là màu gì? Màu đỏ thuần. Đúng rồi, đúng rồi. Cậu xem, không vấn đề gì. Thêm cái nữa. Thế cái này thì sao? Màu đỏ. Nhìn kỹ vào, hơi đen. À, hồng đen. Nói lại xem nào. Hồng phấn, hồng cam, đỏ Trung Quốc. Tớ giành được một vé. Vé của nhà hàng đang hot mạng đó. Mãi mới giành được đấy. Lần nào giành được cũng rất khó ăn. Cậu làm sao thế? Cậu có ăn không? Các chị ơi. Cha, chào em trai bên A hợp đồng nha. Em tới tìm chị khác phải không? Vâng ạ. Gọi điện thoại không nghe, gửi tin nhắn không trả lời. Chẳng lẽ là đang họp à? Làm gì có đâu. Vừa tới giờ tan làm là đi ngay rồi.
Thế cho em hỏi chị ấy đi đâu ạ? Phòng tập. Nghe nói là cái chỗ nhiều huấn luyện viên và hội viên đẹp trai đó. Chỗ nào thế? Thế thì chị không biết. Ích Kiện Mỹ. Em cảm ơn nha. À, chị Đăng, cho chị nè. Chà, hiểu chuyện ghê nhỉ. Thằng bé này hiểu chuyện ghê. Cậu uống đi. Nè, cậu. Ở chuyện này ấy, tha thứ cho tớ không đứng cùng chiến tuyến với cậu. Thằng bé tốt thế cơ mà, đẹp trai dịu dàng, lại thật lòng thật dạ với Dạng Nhi của chúng ta, chẳng lẽ cậu không nhìn ra sao? Trẻ con yêu đương nhiều đứa nhiều trò lắm, nhưng là một người trưởng thành thì phải giữ lý trí, không thể bị tình cảm nhất thời làm cho mù quáng. Gọi cậu là trưởng phòng cậu cũng làm được ấy. Chúng mình là bạn của Dạng Nhi, phải nghĩ cho cậu ấy. Vâng, chúng ta chỉ là bạn thôi. Có thể ủng hộ, có thể phản đối, nhưng tuyệt đối không thể nhúng tay vào. Cậu biết là tốt rồi. Tôi phát hiện ra cậu bình thường lương thê hiền mẫu ghê mà, sao vừa nhắc tới chuyện tình cảm của Dạng Nhi cứ như biến thành người khác, vừa ngang ngược vừa cứng. Tôi không muốn cậu ấy nhảy vào hố lửa thôi. Ê, tôi nhắc cho cậu một câu nha. Hai người họ bản chất đều là trẻ con đều có đặc điểm. Nếu cậu càng phản đối thì chúng càng làm trái. Không cẩn thận lại đẩy thuyền thành công hai đứa nhỏ. Chị Dạng, mọi người đều thích tập luyện rồi ấy. Giờ kế hoạch này của chị chủ yếu là tay chị hơi nhỏ, rồi chúng tôi cần dùng các loại máy hỗ trợ để tăng cơ tay. Hay là chúng ta thêm WeChat đi để tiện liên lạc cùng nhau. Được thôi, tôi quét cho anh nha. Được thôi. Vợ ơi, không phải bảo dạy em ở nhà sao? Sao lại chạy tới phòng tập thế? Tôi xin lỗi nha, cậu ấy không cần thêm WeChat đâu. Sau này em ấy không tới nữa đâu. Cậu làm gì thế? Anh đưa em về nhà. Không phải bảo dạy anh Tô Son à? Thế được, thế hai người nói chuyện nha. Mai gặp nhé. Ok. Lại còn mai nữa hả? Cậu làm cái gì thế? Người ta không phải huấn luyện viên là ông chủ. Cô Lâm là hội viên của chúng tôi, có vấn đề gì sao? Vấn đề lớn đó. Cô Lâm đây không những lười muốn chết, tập tành cũng phải xem tâm trạng. Em ấy tập một tối ăn một bữa lại như cũ. Người như em ấy không đáng cho mấy anh tốn thời gian dạy đâu, toàn phí thời gian. Lục Chính An, hay là thế này đi, anh tuyển tôi vào làm huấn luyện viên riêng cho em ấy, anh xem được không? Không được. Tôi xin lỗi nha, đầu óc có vấn đề. Anh đi cái gì mà đi? Anh ngơ ra đó làm gì? Không muốn mất may mắn thì đi đi. Thế nào? Vừa nãy tôi diễn có hay không? Về nhà. Còn giận à? Tôi tới phòng tập thì làm sao? Hả? Tôi theo WeChat người ta thì làm sao? Người ta là người đàng hoàng, cũng có phải biến thái gì đâu. Thế anh ta còn động tay động chân với chị? Đó là giao lưu dạy học thôi. Còn không phải vì hai hôm nay dạy cậu làm tôi đau hết cả người à? Chị không nói sớm, Tôi xoa bóp cho chị nha. Cậu biết xoa bóp à? Đương nhiên. Kinh lạc hay cạo gió gì tôi cũng biết. Thử không? Đừng có chuyển chủ đề, đó là hai chuyện khác nhau. Tôi bảo này, cậu trưởng thành lên đi có được không? Tôi không muốn anh ta đụng vào chị đó, càng không muốn anh ta lưu WeChat của chị. Tại sao? Tại vì... Không phải cậu muốn học Tô Son hả? Mau bắt đầu đi. Tô Son được chia ra làm tô phun môi, tô nhạt và tô lòng môi. Lòng môi, ừ. Thôi vậy, cứ học từ cơ bản đi. Thả lỏng ra, lúc nhỏ cũng có phải chưa từng tô son cho cậu đâu. Đừng căng thẳng. Tôi không căng thẳng. Ngược lại trông chị. Im mồm. Không được chu môi ra. Nhắm mắt lại.
tô son đó phải tô môi trên trước, tô hình chữ V ở đỉnh môi, rồi sau đó tô ra hai bên môi, rồi tô môi dưới, tô đều một đường là được. Cuối cùng bặm môi. Không ngờ màu này hợp với cậu thật đấy. Cậu có muốn thử không? À, đổi màu đi. Nè, không cần tẩy trang, chỉ cần tô chồng lên là có thể mix ra màu có 102. Cậu làm gì thế? Ngồi im. Thả lỏng ra. Đừng căng thẳng. Tôi mới, đừng nói chuyện. Màu này hợp với chị ghê. Thế à? Just a bit.